đừng quay mặt tôi. Nhớ quá. Đến khi bạn lại còn nhớ quá. Chờ chút đi. Lâu lâu đến. Sau đây là món tiết canh cá. Không học được em cũng quay. Bác đầy quá này, bác lại ướm. Có, chú quay à? Chú đánh đi. Đấy. Đánh một bát thôi. Một bát rồi. Ôi, cũng nhiều nước đi nhỉ anh nhỉ? Đào cá nữa. Nếu có đông hay khí không người muốn nước muốn hả bác? Không khí ở trong trong tủ lạnh. Có tủ lạnh nó đông mà. Để tủ lạnh mới đông ấy nhỉ? Đông mà. Đông luôn nhưng mà để tủ lạnh. Tiết này nó như tiết nào. Không được chật được. Ít tiết quá. Ít tiết đấy. Rồi cho mình cho nhiều nước quá. Không phải nhưng mà nó ấy cả. Quá ít tiết thì mỗi tí kẹo tiết ở dưới đấy bác. Mấy bác khác. Thôi. Thôi, tí đông. Mỗi tí nhẹ nhẹ lên cá rồi thế này. Ít này. Cho cái đá xi đá đá này. Nếu đông đông đá ra mà. Không có đồ thêm nhanh không? Đó là cái nát đó.